Puka, Jin Tuấn Kiệt, sơ hở là ghen ra mặt nhưng lúc cần là bênh nhau chầm chập. Em ghen lắm đúng không Jin? Sao vậy? Anh ăn ớt cay ghen á. Trai em á mà khen bạn gái khác đẹp hơn em cũng thích đâu á. Mấy ai biết Jin từng ghen đỏ mắt với Phát La liền bị Puka nói trúng tim đen. Anh bị gì vậy? Anh thường đồng ý cho em quen người con gái này. Giờ tôi trả lời anh luôn á. Thỏ trắng Jun Phạm mắc nghẹn khi đụng phải thùng giấm chua mang tên Jin Tuấn Kiệt. Em no lắm, em còn một cái đại tiệc phía sau á cho nên. Thôi chị ăn đi, chị tạo nét quá à. Thiệt mà. Ngon, ngon, ngon. Được không? Ngon, ăn cái nhớ yêu em nha. Hơi bị nghẹt nhưng mà. Ngon, ngon, ráng nuốt cho trôi nha. Ráng nuốt cho trôi nha. Puka từng giận lẫy khi Jin Tuấn Kiệt gặp lại người yêu cũ. Còn Jin à? Wow! Quen rồi. Wow! Nha ghê nha. Bây giờ mà thường đóng cho em là như một cái phim ngắn là thấy từ thời thanh xuân như bây giờ. Thôi đâu còn giải thích gì đâu. Có liên quan gì tới con hả con? Không, ý là tốn thời gian quá. Có MV và đóng với Jin Tuấn Kiệt á là mình đóng người yêu hả? Không phải là người yêu, thật ra là chỉ có Jin thích em hả? Ghê nha, ghê nha. Ghê, ghê. Ghê, ghê. Ghen lấy ghen để như Jin Tuấn Kiệt, Puka thường xuyên bên nhau. Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm làm không lại hai anh chị. Đẹp. Ai cũng đẹp mà. Em nói sao vậy? Puka đâu có đẹp, Puka đâu có đẹp. Đó, chị cũng đẹp mà. Vừa công khai yêu đương chưa được bao lâu, Jin Tuấn Kiệt và Puka đã gặp phải kiếp nạn mang tên quá khứ. Cư dân mạng giờ này đang không ngừng khai quật lại những khoảnh khắc năm xưa của cặp đôi. Hóa ra, ngoài ưa thả thính nhau trên sâu thì Jin Tuấn Kiệt và Puka cũng hay ghen lắm nhé. Được cả anh lẫn chị đều thích ăn giấm, đặc biệt là Jin Tuấn Kiệt khi từ Phát La đến Jun Phạm ai cũng làm anh phải ghen cả. Anh bị gì vậy? Anh thường đồng ý cho em quen người con gái này. Giờ tôi trả lời anh luôn á. Ngược lại thì Puka cũng lắm lúc ghen vì Jin Tuấn Kiệt có khoảnh khắc giao lưu với các sao nữ. Ví dụ như lần gặp lại người yêu cũ đóng chung MV, Jin Tuấn Kiệt phải vội vã giải thích khiến cả dàn sao nghi ngờ anh đang nói cho Puka hiểu. Không ít lần Puka cũng tỏ ra hơi không vui vì Jin Tuấn Kiệt thân thiết với sao nữ khác. Nhưng không sao, chị ghen đó rồi lại cười ngay ấy mà, vì được Jin Tuấn Kiệt sỗ lẹ chứ sao. Cũng vì tránh Puka ghen mà Jin Tuấn Kiệt nhiều lúc cũng tinh tế lắm. Chỉ khi nào anh chàng muốn chọc Puka thì mới cố tính thôi, còn bình thường cũng sợ nóc nhà lắm nha. Ghen thì ghen vậy thôi chứ lúc cần Jin Tuấn Kiệt và Puka cũng hay bênh nhau lắm, nhất là trên sâu. Không ít lần cặp đôi làm dân tình xỉu lên xỉu xuống vì quá dễ thương. Ngay đến Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm cũng không làm lại cặp đôi này.